Xin chào cả nhà đến với clip thứ ba của tuần này ạ. Clip này em sẽ lên thêm một số món đồ nghề nữa anh chị ha. Mã đầu tiên F94 80.000 bộ tun ạ. Treo móc khóa, có chỗ treo móc khóa anh chị ha. Có mấy món như thế này. 80 ạ. F95 100.000 ạ. Cái này của Germany Đức anh chị ha. Kéo cán của nó mạ vàng rất là đẹp ạ. Kéo này nó dài tầm 13 cm. F96 50.000. Thương hiệu dập chìm anh chị, cái đóng dấu. Dài 10 cm. F97 70.000. Thương hiệu dập chìm ạ, 12.5. Đóng dấu. Dài 13. F98. Cây này của Thụy Điển anh chị ha, 80.000 ạ. Dài 9.5. F99 Thụy Điển luôn ạ, sweet mắt. Dài là 11. F100 này sweet mắt luôn ạ. 150 cây này ạ. Dài 11. F101 108 sweet. Này dài to. Dài là 13.5. F102. Cái bật lửa 300. Này của hãng Kent. Kent kện. Lửa của nó lửa kiểu lửa khò anh chị ha. Nè bơm ga như bình thường anh chị ha. Hết ga mình bơm ga xài lâu dài. F103. Này của Black Lay Bell. Chữ Nhật. Chữ ở dưới là chữ nổi ạ. Này nó cháy nè anh chị, mà nó khò lên không có thấy lửa. Không có thấy. Nó lên nó nhìn không có thấy lửa ha. Nó cháy giấy thôi. Cái này của hàng Trung Quốc xuất Nhật anh chị ha. China. Chữ Nhật. 80 ạ. F104 100 ạ. Này đẩy lên ha. Cứ bơm ra bình thường, ở vỏ ngoài của nó là bằng nhôm. Này nè. Thương hiệu nó lên chị. F105 100. Cái ngọ cái mầm ở ngoài nó mạ vàng, mạ bạc anh chị. Mạ bạc cho nên cái màu nó hơi ấy. Này cũng bơm ga bình thường. Nhìn nó hơi xấu nha anh chị. Cái mạ bạc này nó hơi xấu xíu. F105. Cái đo nhiệt độ này cái nút nó hơi cấn nha anh chị. Cho nên bấm tắt không được, nó cứ sáng vậy. 80.000 ạ. F107 80.000. Này đo tới 220 độ. Tiêu lai ạ. F108 40.000 ạ. Comba gắn bút chì Japan. F109 80.000. Cái comba này giống như nó bằng đồng hay mạ đồng vậy đó anh chị. 80. Này hai đầu nhọn để lấy dấu ha. F110 40.000. Này
gắn ruột bút chì. Có thương hiệu ở đây ạ. 40 F111 50.000. Cái này có thể nó sắc luôn nè anh chị. Không biết để nó làm gì nè. Mẫu này là của Đức nha, Gemini. 50.000 ạ. F112 100.000. Đồ nghề này vẫn ra vẫn vô được. Cái này hơi cứng à. Này không bận được. F113 70.000. Này cắt kiến nha anh chị. Lưỡi của nó này. Cắt kiến, cắt thủy tinh, có chữ Japan. Thương hiệu ở đây. Dưới đây thì không biết để đựng gì. Trong này thì không còn cái gì hết ha. F114. Dao để cắt nè anh chị. Lưỡi này mài bén lên ha. Thương hiệu dập chìm. Có chữ ở đây nè. 50.000 cái này. F115 108 ạ. Cái này đo hơi. Đo hơi cho xe ha. Có đồng hồ ạ. F116 25.000 ạ. Cái xịt hơi ạ. F117 30.000. Bộ này. Bộ khóa 2, 4, 6, 8, 10, 11 cây. 30. Cây này anh chị nào cần em thêm ha. Cái này chắc làm bánh hay làm gì đó. F118 cây thước 20.000 ạ. 15 xăng. Cây thước này 30.000. 30 nha anh chị. Đây. Cây giá lộn. F118 F119 80.000. Chất liệu của nó bằng nhựa. Nếp bông. F120 50.000. Chữ dập chìm. Thước vuông ạ. 50. F121 50.000. Leon, chữ Nhật. Shinra Japan. Thương hiệu dập chìm. F122 40.000. Chữ Kai ạ. F123 50.000. F122 trước. 50. Cái này của Kai ha anh chị. Cắt bén ok. 40. Kai mà nó chữ có chữ Hello Kitty nè. 40 nhỏ gọn. F123 50.000. Ok ạ. F124 60.000. Cây này cắt móng tay ok chứ cắt giấy nó không đứt à. Cây này cùng quá ha. Cùng anh chị. Bỏ cây này đi ha.
F125. F125 60.000. Này có dũa hàng mới, không logo. Các ok ạ. F126 90.000. Tai. Cái này à, cắt móng này. Cắt móng ok cho cắt giấy đó, nó không đứt à. 60.000 nha anh chị. 90.000 giá đẹp. F127 90.000. Này cũng vậy. Cắt giấy khó vậy ta. Cắt giấy là cũng khó. 70.000. Anh chị nhắc nhắc giá cho em nha, tại vì em sửa giá ở đây em không có, em chụp hình trước và cho nên không có lưu. F128 50.000. Kìm cắt móng, kìm cắt da. Cắt đứt anh chị ha. Kìm nhỏ xíu nha. F129 150 ạ. Này của Kai. Ok anh chị ha. F130 30.000. Này bao gồm một cái quét tay, một cái kéo. Quét tay, cạy móng tay, kéo cắt ok. F131 90.000. Dao cạo râu ạ. F132 dao cạo râu luôn ạ, 40.000. F133 cạo râu, cạo râu. Này cạo râu ha, thương hiệu Dập Chìm. Nó có cái bề đỡ. 70.000 ạ. F134 500. Chữ Dập Chìm. F135 30.000. Dao gấp nhỏ. F136 100.000 ạ. Nó có cái đeo dây nịt anh chị ha. Này của Dunhill nè. Hai cái 100. Này khá là dày dặn. Cái này thì bình thường. Hàng inox bình thường. Cái này dày đẹp. F137. Này của Toyota Japan. Này em biết hình như nó trong cái nghề tháo khóa anh chị. Để nhiều hồi làm rớt chìa khóa, tháo khóa sao mấy anh thợ sửa khóa. Japan 50.000. F138 40.000 ạ. Cây này. Này là nó ở trong bộ vệ sinh. Nó để vệ sinh buji Japan ạ. Buji xe đồ ạ. F139. Cái này em cũng không biết để làm gì nữa chị. 30.000 ạ. F140 60.000. Này kiểu như kính lấp. Này ruler 20x 10x 60.000 cái này. F141
này để gắn cho cái cần gạt anh chị. Razo 100 ạ. Cần gạt xe hơi 100 cái này. F142 50.000. Cái đo pin. Đo pin ạ. 50.000 cái này. F143 70.000 cái bố mini ạ. Dài nó là 27 cm. Bố nhỏ mini ha. Thì nó ngang là 6 cm thôi ạ. 70.000. Này cũng bố gò mini. Ngang của cái này nó chỉ 5 cm. 30.000 ạ. F145 cái đầu bơm hơi bơm xe. Gắn cho đầu hơi bơm xe 50.000 ạ. F146 30.000. Cái bộ này không biết bên làm răng hay làm thẩm mỹ gì anh chị. 30. F147 100. Nó gồm một cái kèm nè anh chị. Bộ tuôn hàng này là hàng Trung Quốc xuất nhập anh chị ha. Made in China. Nó có các này này để dũa được luôn này. Một cái dao. Hàng thương hiệu này. 100 cái này ạ. Này bị dẹp vô gấp gọn lại ok anh chị ha. F148 cái súng sơn. Súng sơn mini, súng sơn vẽ của Yuki. Hàng Taiwan ha. F149 mở hàng điện 110 ạ. 30W của Kiyowa điện 110. F150 150 ạ. Giờ xịt nước. Nó kèm nối nữa anh chị ha, 150. F151. Cái này bữa mới bán nè anh chị. Có anh ảnh nhắn lên chốt cho mà ảnh xong cái nhắn hỏi lại thì không thấy không trả lời. Mà khách hỏi nhắn chốt là em phải để lại á. Xong giờ không trả lời thì thành ra phải quay lại thêm một lần nữa. Bữa có khách hỏi mua cái này luôn nhưng mà khách gọi điện á, cho nên em không có dò được khách nào để báo lại với khách. Mẫu này em bán 300 anh chị ha. Nó dày dặn chắc chắn lắm. Nó dày dặn chắc chắn hơn cái này. 300 cái này. F152 120. Này gắn vô để mài anh chị ha. Đầu mài 120 cái này ạ. F153 cái này không biết. F153 cái ép cam của Nhật Bản anh chị nha. Này ép cam của Nhật Bản 800. Này hàng inox Việt Nam bình thường hình như cũng cả triệu rồi anh chị. Nó cao quá. Nó có một cái tem ở đây nè. Cái này nó bị khó quay ra. Nó rất là nặng, chắc phải 5 kg. Nó bị rớt mất một cái chân này anh chị. Một cái chân, hai chân, ba chân. Rớt mất một cái chân này. Anh chị có thể tìm thêm gắn vào hoặc là tháo luôn cái này thì nó sẽ bằng. Rất là dày luôn anh chị. F-cam không logo ha. Này bằng inox. Còn cái nắp ở trên là bằng nhôm. Đa số cái nắp ở trên là nhôm, còn dưới là bằng inox nè anh chị. Quả cam đường kính tầm khoảng 11 cm là ok. 11 cm hoặc nhỏ hơn ha. Tháo ra. Nó nặng lắm, không có quay hết được. Cái này em bán 800 anh chị ha. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.